Em chào cả nhà, đây là đặc sản Đà Lạt hiện tại đang có hơn. Cái này là chanh dây ngọt nè. Cắt ra chỉ cần múc muỗng là rất là ngọt luôn nha. 80.000 một ký. Một ký nó tầm khoảng 12 trái á. Rồi đó. Rồi đây, còn đây là dâu. À nhầm, nho trước nha. Em mới đi hái một thùng đây. Một thùng luôn nha. Đây, nho này là nho giống như nho không hạt nha, trồng tại Đà Lạt ạ. Cái này nó thơm mùi kiêu hô cả nhà. Đây trái đây nha. Giờ đang ngọt rồi. Ăn nó thơm á. Không có hạt nữa. Nho đẹp lắm. Chùm lớn chùm nhỏ 180 kg ạ. Có chùm lớn chùm nhỏ. Cái này em hái xong em phải bọc nè. Bọc kỹ lắm. Nho siêu tươi luôn nha, cái này đi biếu tặng thì khỏi bàn luôn. Tươi lắm. Này để tủ lạnh 4-5 ngày cũng sao. Đây. Tươi đẹp, nho này không thuốc nha, cả nhà cứ ăn vậy là được à. Còn đây là dâu ha. Dâu này là 130 một hộp, dâu sạch luôn nha. Đó, rất là đẹp và ngon, tươi, dâu sạch hết. Em bán hàng sạch hết nha, 100% không thuốc, có thể bao test thuốc luôn nha. 130 một hộp. Này là 180 một ký. Ngọt thơm, nếu mà thời điểm này cả nhà nên ăn thử này, vì đợt trước không dịch em bán trong vườn đã 300 rồi. Đợt này có 180 thôi cả nhà. Rồi, trên dây thì vẫn 80.000 nha. Em cảm ơn, chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày tốt lành nhé.